mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là rồi cái em mới hỏi anh là anh ơi, anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Thì em nghĩ là vậy đó. Trong 7 năm đó có lúc nào em cảm thấy là em mất niềm tin vào cái chuyện là anh sẽ cưới mình không? Mà chị nghĩ là giống như là chắc ảnh chỉ yêu đương mình vớ vẩn. Dạ. Dạ, em xin phép. Em chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Khoan từ từ để anh hỏi nghe. Năm nay em 18 tuổi chưa? Dạ hơn. Vì em năm nay 20 chưa, cười hoài vậy? Dạ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Em tên đầy đủ là Trần Đăng Đạt. Hay quá. Dạ, ba em là Đắc Thắng, mẹ em trai em là Huy Hoàng. Nhà em rồi ơi. Đắc Thắng. Em có suy nghĩ ra cái tên cho con em chưa? Tiến lên. Thắng lợi. Dạ, tuổi em thì năm nay em 29. Trời đất ơi, 29 rồi đó hả? Dạ, dạ gần là ông chú 30 tuổi rồi đó. Ôi, sao em trẻ dữ vậy? Dạ, chắc tại em hay cười á chị. Vậy hả? Ôi, trẻ hơn mình luôn. Em làm nghề gì? Em hiện đang làm bên phòng brand marketing, là quản lý nhãn hàng á. Thế còn em? Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân, em chào mọi người. Em tên là Bùi Thị Minh Thu, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Trời ơi, hai đứa giống như nít mà lấy nhau vậy. Có ai nói các em trẻ không? Trẻ hơn so với tuổi không? Chỉ có người ta nói chồng em mà, chứ em là như má ảnh vậy đó. Đấy. Má đồng má. Cái cơ duyên nào mà hai em gặp nhau? Hồi đó là em mới tốt nghiệp xong, mới tốt nghiệp cấp 3. Nhỏ bạn thân nhất của em á, tự nhiên nó tham gia đa cấp. Em biết nó là xấu rồi, vô đó là lừa đảo không à. Nhưng mà em khuyên nó không chịu. Tức là những người ở trong đó là mình khuyên cỡ nào người ta cũng không chịu, giống như là bị bỏ bùa vậy đó. Đầu là em thân chinh em đi vô đó luôn. Cái vô đó gặp cấp trên của nó là anh này nè. Cái ngồi nói chuyện một hồi, cái tự nhiên cái không biết là có phải là không gian hay là có phải là do nó đông người hay là như yếu tố gì đó, nhưng mà ngồi nói chuyện sao thấy anh này nói chuyện cũng hay ghê, cũng thấy giống giống mình. Cái anh mới nói là bây giờ á, em nghĩ đi, em không tham gia á là em sẽ không được nói chuyện với anh nữa. Trời ơi, đấy em cũng xinh xắn lắm. Em nghĩ là ông nghĩ ổng là ai mà ổng nói vậy. Vậy mà em cũng tham gia luôn, em không biết ổng nghĩ gì luôn. Trời ơi, điểm bỏ bùa đó. Rồi sau đó như thế nào? Tình cảm của các bạn tiến triển tới đâu? Lúc mà vợ em á tham gia vô thì cũng giống như là những cái người tiếng dưới khác. Gặp rồi cũng nói chuyện để định hướng. Tự nhiên là không biết sao cái em muốn hẹn đi chơi. Nhưng mà nếu mà rượu thì chắc chắn là không đi rồi. Cái em mới nói là bây giờ thôi, ngủ sớm là một thói quen rất là tốt. Mình làm sao để mình ngủ sớm và dậy sớm. Người nào mà dậy sớm 3 lần dậy sau á thì người đó sẽ thua. Và phải mời người kia đi chơi. Lúc đó tụi em xét là đi Vũng Tàu trong ngày về thôi, chứ cũng lúc đó cũng không ở lại. Dạ không có ở lại, cũng còn hiền lắm. Sau một thời gian thì đâu đó chừng 2 tuần thôi là em thua. Em thua thì em cũng phải đi Vũng Tàu. Dạ đúng rồi. Bạn này thắng thì cũng phải đi Vũng Tàu. Rồi em khờ lắm. Trời ơi. Khờ quá em chơi trò chơi. Bị lừa một cách nhẹ nhàng và say đắm vậy đó. Mà cuối cùng là có đi không? Dạ có. Thì đi chứ, ta thua cách đó phải đi chứ. Rồi đi ra ngoài đó buổi trưa làm gì không? Dạ không. Tụi em lúc đó tụi em ra biển. Tụi em ra biển rồi. Cái thời điểm mà em quay qua em nói với lại vợ em á là cho anh nắm tay em nha. Sau câu nói đó là tụi em quen nhau. Vợ đưa luôn cho nắm tay không? Dạ. Em bị bỏ bùa rồi. Bị đăng đạn nó bỏ bùa rồi. Thiệt đúng á. Đáng lý ra bữa đó mà em đề nghị thêm nữa là được luôn đó. Có không? Không. À, tới đó rồi đúng không? Mà lúc đó là các em bao nhiêu tuổi? Dạ em 18. Lúc đó em 21. Dạ. Mà đi xe máy ra Vũng Tàu hay là? Dạ đúng rồi. Rồi trên đường về chắc lẽ là ôm eo hết đã lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Sau đó rồi có chơi những trò chơi nào vui hơn không? Tức là từ lúc mà em biết ảnh cho lúc mà quen nhau là chỉ có 1 tháng thôi. Là hồi đó em nổi tiếng là em khó lắm. Mà nhìn anh này hồi đó là chị nhìn là như một cái cây treo đồ luôn. Kiểu như là ổng ốm quá không? Mà em rồi. Có mê mẩn vậy đó. Dạ đúng rồi. Tụi em quen nhau mấy năm thì mới đám cưới? Dạ 7 năm. Trong 7 năm đó các em có đi quá giới hạn không? Dạ nói con này ra xin lỗi mẹ chứ. Là con khó. Lần đó có chơi trò chơi gì không? Dạ thì chơi 2 người.
không? Em chỉ nhớ là nó rất là từ từ. Nó không có vô cùng một lúc mà nó cứ là nhiều lần như vậy. Và đến cứ một ngày quyết định đó là bắt đầu là đó. Rồi cái em mới hỏi là anh ơi, anh có cưới em đúng không? Cái xong rồi cái anh cũng trả lời như bao đứa con trai khác là tất nhiên rồi à em, nhưng mà chắc chắn là anh không nghĩ vậy. Thì em nghĩ là vậy đó. Trong 7 năm đó có lúc nào em cảm thấy là em mất niềm tin vào cái chuyện là anh sẽ cưới mình không? Mà chị nghĩ là giống như là chắc ảnh chỉ yêu đương mình vớ vẩn xong lại xong rồi chia tay. Dạ không. Mà niềm tin mãnh liệt là cỡ nào là anh cũng sẽ là người chồng của mình. Dạ đúng rồi. Vậy thì tại sao mà 7 năm sau mới cưới? Cái thời điểm em quen vợ em xong á là em chứ lúc đó em đang nghỉ học. Thầy kể từ đầu. Tức là ảnh tham gia đa cấp, là lúc đó ảnh học năm nhất trường đại học ngân hàng. Ảnh tham gia xong ảnh bỏ học luôn. 3 năm sau lúc quen em á, đó ảnh mới bắt đầu thi lại đại học. Em học năm 2 thì ảnh học năm nhất. Vậy nên là phải chờ ảnh học xong rồi ra đi làm rồi hai đứa mới cưới nhau được. Coi như bây giờ đám cưới được mấy năm? 8 tháng là từ ngày mà đám cưới, còn 10 tháng là từ ngày đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, còn Son ơi là Son. Vậy thì tật xấu chắc phải lòi ra từ lúc yêu nhau chứ hả? Chứ đâu cần phải lấy nhau về mới lòi tật xấu. Đâu em kể những tật xấu điển hình của anh chồng của em cho anh biết. Lúc trước á thì em không biết anh hay quên vậy. Lúc mà cưới về rồi mới biết anh rất là hay quên. Như là ảnh có một cái chế độ trong đầu, giống như reset 5 giây reset lại từ đầu luôn á, không nhớ gì luôn. Như là vừa mới vô nhà, vừa mới đặt cái xe xuống là em nói anh ơi ra lấy cái chai tưới cây giùm em là ngay đó luôn, nước ngay đó luôn. Cái mi lên nhà cái chạy xuống cái xong rồi cái tụi em đi ăn xong ủa anh nãy em tưới cây chưa, anh quên mất tiêu rồi. Rồi xong rồi nhờ nhiều chuyện lắm, như là anh ơi nhớ bỏ đồ vô máy giặt giùm em nha. Cái luôn cái xong rồi có lúc em quay lại ủa anh giặt đồ chưa, anh quên rồi. Vậy đó. Quên. Có phải bị đạn trí không? Thật ra cũng phải, tại vì em hơi tham công tiếc việc á, nên là trong đầu em nhiều khi nó cứ nhiều thứ quá, suy nghĩ công việc nhiều quá. Thì hầu như là những cái gì mà em cần nhớ thì em hay có cái app em nốt lên lại. Rồi mỗi lần làm em mở ra em ngồi em coi cái gì chưa làm, cái gì cần làm. Thì những cái nhiều khi việc nhà mình không có ghi lại á anh, sau đó cái mình quên đi. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hay cằn nhằn. Nhờ á thì sẽ làm, nhưng mà trước đó phải cằn nhằn câu cũng như là thôi bận quá không làm được đâu. Lần vừa cằn nhằn vừa làm. Có một cái tật này không phải là không biết là tật xấu hay không, là tính ảnh rất là vô tư. Là vô tư đến nỗi mà nhiều khi mình thấy nó vô tâm luôn á. Nên là lúc mà trước khi cưới là em cũng phải làm tư tưởng cho em trước là cưới ảnh về thì mình chấp nhận là mình sẽ là người lo lắng nhiều hơn cho ảnh. Rồi bây giờ tới đăng đàn. Thực xấu á thì chỉ có thể tổng hợp lại là hơi điên thôi. Điên. Có một lần em lỡ lớn tiếng. Rồi vợ em giận. Em nói vậy giờ làm sao cho em hết giận. Cái em nói vợ anh ăn 10 cục ức mũi ra đi. Có ăn không? Em phải ăn một cục. Em đợi lấy 9 cục. Em chịu hết giận. Thôi từ bữa giờ ổng có phải biết ăn hoài không? Thôi em lâu lâu em cũng vậy sao anh là ăn không? Tật xấu gì nữa? Thực ra thì em cảm thấy em rất may mắn. Gần như là tại vì tính em nó hơi gọi vô tư đi cho nó tích cực. Cho nên là hầu như em không có để ý mọi chuyện xung quanh á. Thì những cái mà em không để ý vợ em đều rất là chu toàn. Cần anh ấy phải thay đổi thì em mong muốn anh thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tại vì ảnh lúc nào cũng làm việc hết á. Là đi làm rồi về nhà cũng vẫn phải cầm máy làm việc. Ăn cơm cũng cầm máy làm việc. Còn em, Đăng Đàn, em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em thấy vợ em cũng vậy. Làm việc suốt và cũng không có để ý tới cái sức khỏe của mình. Nhiều lúc em cũng hay nói là tại sao mình không xếp thời gian để buổi sáng mình ăn sáng đúng giờ, rồi buổi trưa mình ăn trưa đúng giờ, rồi mình dành thời gian mình đi tập thể dục thể thao mà cứ kiểu như bị quấn vô á, là khách hỏi là cứ trả lời, khách hỏi rồi trả lời, không có sắp xếp những cái đó. Nên là vợ em bị đau bao tử nữa. Quá giờ ăn cái mà bị đau á là mình cũng sót lắm. Nghe tụi em chia sẻ thì anh có cảm giác là vợ chồng em mỗi khi về nhà là mỗi người một cái máy đúng không? Dạ, nhưng mà mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian đó là trước khi đi ngủ. Là hai đứa nằm bên giường là lúc nào cũng vậy, hai đứa phải nói chuyện cho đến lúc mà nó buồn ngủ rồi thôi mới đi ngủ. Thì thực ra đối với tụi em thì làm như là ông trời cũng sanh ra tụi em để mà đến với nhau hay sao. Giống như nửa này nửa nọ gặp nhau. Đúng không?
chứ dạ đúng yêu, rồi chị, đúng không nè? Em thấy là giống như là chồng em với em là hai cái mảnh ghép nó đúng rất rồi là hai cái mảnh ghép luôn. Mà một nửa đi tìm nhau và đúng khớp. À, dạ. Xin cảm ơn hai em, cảm ơn tụi em nhiều nha. Dạ, xin mời. Ôi trời ơi, xinh quá, hai vợ chồng đẹp đôi quá, mà rất là trẻ trung nữa. Thôi mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào Hoàng Vân, xin chào Phúc Thuận, xin chào khán giả. Và em là Ngô Chí Hạnh, em sinh năm 87 và nghề nghiệp của em hiện tại là đang kinh doanh về trang sức. Trang sức. Con là họ Ngô. Dạ. Chung họ với cô, cho nên là yên tâm, nay có cô ngồi kế con rồi. Con cứ mạnh dạn nói thiệt lớn lên cho cô. Nói lại coi nè, hùng dũng lên coi nè. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Chú Quốc Thuận luôn. Chú Quốc Thuận. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Chào tên là... Chí Hạnh, rồi, cháu tên là gì? Chú tên là Chí Hạnh. Cháu sinh là... 1987 đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nói không được, được rồi, nói lại lần nữa. Có bạn cảm thấy 87 con nói không? Con nói tuổi đi con nghe nè, nói 87 rồi thì hồi hộp mà không sao á, có hồi hộp không? Rồi bây giờ chú lên đứng lên đang tâm sự với cô nè. 2, 3 bắt đầu. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của nó là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Anh xí cô hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái rồi. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Là coi như Đồng Hương. Không chừng là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Coi như chồng là trang sức, dạ. Vợ là mỹ phẩm, dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đỏ. Đang đỏ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này là đi Yên Bái mua trang sức. Hoặc là cuộc này đi xuống mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó thì Sĩ Hạnh đi đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái, lúc này cô chưa phải là founder đâu, lúc này cô mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Vậy xuống chi vậy? Xuống chi vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Rồi sao bây giờ khai dạ, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh xinh không giới thiệu cho anh cái. Thì à, hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem nha, mà con mới chọn trong cái friend list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, thì sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Ạ. Hồi là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học, như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì được 21 tuổi thì đúng thì đúng con ạ. Giỏi lắm, con 18 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu trên lắm 10 ạ. Năm rồi dạ, đúng không? À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn sau này mới phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt kiểu rủ đi ăn uống tình thì
set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Đó. Đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà? Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ, thấy cô ấy như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn rồi, vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, có mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản áo xanh rồi da hơi nóng da hơi rồi cái quần trắng xanh, áo xanh da hơi ngâm quần trắng vâng quần trắng lại đấy cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng, đúng không tố cáo nhau thì con thấy con mà con vẫn ok vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy ra như thế nào? À, lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp thứ thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hôm nay ăn mặc như nào? Hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị ơi chị không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi. Sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mix suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính à. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là mà gặp mà linh tinh mà không vấn đề gì, em không tốn thời gian, mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính dữ lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con làm đi, con không có hào phóng tí nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để gọi là ấn tượng về ảnh đúng không? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Con nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ, anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau, thế nên không có một chút rung động nào. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền chẳng hay tiền đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là Mạnh Anh ấy trả hay sao? Không ạ, là anh ấy bao mà. Anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh rén. Vâng. Rén. Đến khi mà yêu nhau rồi con thì có nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, tiền nói nhiều hay tiền ít? Sau này ạ. Nó nói là tí xíu mới chia sẻ. Giờ còn chưa? Hôm đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có trả. Chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa tiền. Là chắc là xài tiền lẻ rồi. Đúng rồi, đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít, vâng. Con lúc đấy là đồng bạc cắt. Đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đó là đi coi phim rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Con kể tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thì tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu thiếu
không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút. Thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy mình lại, con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi đi, đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Di Từ, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao, nhớ người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Bây giờ tới đây thì hỏi xe anh nè. Ở đây thì hỏi con nè, có thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ và con quay xe? Con cũng hơi chán đấy. Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ. Đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, mà em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi một cách vô vọng. Thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn. Có đúng không? Đó. Đúng. Cho nên là về. Đúng rồi. Cho nên là về nhắn tin cho cổ. Chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại. Ừ đó. Cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi á. Ok, cái đó là hiểu là nên là con mới đi tìm một cái một cái cơ hội người khác, người bạn khác. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ một cái, không có đã nư mà sao lại về lại nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xem chở chị Thúy Nga đi được gặp vợ em đó. Đó là sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Đúng rồi, khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là lại cho xe ngược lại. Thật sự là con rất là thích cô này. Đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Và chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cô lắm. Không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong rồi con hỏi lại con, anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với câu đó. Con nói câu gì? Thì con kể thế Nhi nhớ không? Đó. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau, có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy. Về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra, nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn mà không được rồi, quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ, con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á. Xong lúc đó con đá sau. Con định như thế cho đỡ bực. Rồi sao đang sao? Đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau. Tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Chồng con sợ ấy. Mắt kiểu
kiểu lúng túng luôn ý, rón rén. Mắt cứ lúc mở lên lúc cụp xuống, cứ nhìn này xong lại cụp xuống. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau, thì cứ ngồi hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả, con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời, xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần, con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nào kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá, đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok, thế con lúc đầu con cũng là vừa ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Nó về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưng anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm thì xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Thế con nói thì xong con mình con tắt máy luôn, sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế là anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái tình huống đấy. Chả cần một tuần, sang một đêm thôi, rạng sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ. Đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau, nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng, tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua đâu, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh, thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu, tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa tại sao tóc thế? Trong kiểu trong kiểu ăn chơi một tí. Trong kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên trong ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thế thì bây giờ còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à, thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi, chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5, tự nhiên lên 7. Thế xong là rồi. Do đi ngang cái nhà. Do. Là quý phong thủy. Phong thủy. Phong thủy. Trời, nhà chồng con bảo là trang sức đá quý phong thủy mà. Đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh, nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đây khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi đi xong đi xong chơi đấy, thì có để ý cái bóp tiền có, chưa? Có, bây giờ con bắt đầu kể cái đoạn này đây. Xong đến thấy lúc cô hồi không? Xem cái hôm đầu nó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp, thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều. 500 hay 200? 500 à? Đấy. Cứ mỗi lần vậy là yêu thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng nhiều số. Trúng nhiều hẳn. Trúng vậy gì? Số mấy chục vậy. Vậy hả? Chả ít ai giàu trúng số lắm con ạ. Ô Hạnh ơi, nghĩa là cô gái này á, mỗi ngày à, là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con
rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu, như là bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu rồi. Đây đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. À, hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn, đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi? Hai bé, còn có hai bé, bé làm quen bé năm tuổi, bé sáu tuổi. Bé 5 tuổi, bé 6 tuổi. 4 năm chứ ạ? Vâng, 4 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, em ơi, 14 năm yêu nhau lấy 14 nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió. Yêu nhau lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui kể coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi, chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Đấy rất sốc, và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con, đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó, con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá, Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ, thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần, và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả, chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh thì không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai một người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh, và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi đi thôi. Thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ. Ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là ở cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì con thay đổi chiến thuật. Cảm giác là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Dạ, con bớt con quan tâm. Phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con. Vâng. Bớt chờ là anh lại. Vâng. Đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Trời ơi, sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Vâng. Thì đó. Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi quyết tâm là tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, tôi sẽ quyết tâm rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ bản thân bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. À, rồi sao? Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích, cũng có hỏi nọ hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình cũng không phải là kém cỏi, hay là mình cũng không phải là cái người mà
không đến nỗi có ai để ý như nào mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con, và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, quan tâm bắt đầu hơn. Lại quay xe cho đổi môi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi, và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm. 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về và nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch là đậu trên rất, cái lá sen rất là chê. Ôi Nhi ơi, anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần đầu con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần, con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp, và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má, thế là nó to quá, và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu là một trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, con nghĩ... giờ con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Mỗi cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Ủa, lần cuối cùng là làm ở Hàn Quốc? Cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy, là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái mãi xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi. Và làm đâu? Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con, đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì mất cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi đây anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy người con gọi cho bên kia, thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thể nói ấp ống, xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ sợ chứ, hơi sốc mà thôi. Đúng hay là có biến rồi chứ, làm gì làm mũi lâu này. Thì con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9:30 tối ui giời, bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhà, nhận vợ. Bảo ui giời, 9:30 này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếc sắt xiếc to trông như ngân hàng ấy. Hay đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng 2 con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn, là làm vợ anh đây thật á. Thế bảo vợ anh theo rồi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước
là thống nhất đi làm mũi nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại miệng tiêm mặt. Nữa hết mặt cả, làm hết mặt mắt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có nghĩa là anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, đập đi xây lại và rồi ăn gian chơi rồi con bị sốc ấy, bị sốc vào đầu rồi và lúc ấy nhìn thì cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sát nhập Ai Cập ấy, bó kín luôn này thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi bảo thôi cứ đi dìu về thì về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tài là không phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, xong rồi bật kín mắt, bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây thôi mà đây là đâu, tôi là ai. Nhưng lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi. Có nghĩa là nói đúng không? Đúng, nhận diện qua lời nói. Nói được nhiều. Chứ lại chỉ cần nắm tay thôi là biết rồi. Anh nghĩ là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy con bực lắm lúc về con, bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là chỉ mũi thôi. Làm theo cái thỏa thuận thôi. Ừ. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được. Hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà. Ly dị luôn không? Bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ. Bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, chăm sóc nốt rồi tính thì con đi. Lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy cả một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi. Thôi nghĩa tình hết lần này. Tôi cho bà lần đi tấm chăm sóc. Sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bốn cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh xong rồi nào lại đưa ra viện. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng số 2. Trời ơi, chị em mà có gọi điện trước đi mặc đồ chung với nhau vậy hả? Đây là xôi nếp cẩm ạ. Đây có một chút nếp cẩm nè rồi. Với lại xôi đậu xanh. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ vâng, em xin chào anh Đức Thuận, em xin chào chị Ông Vân. Em thì tên là Lê Tuấn Quỳnh, hôm nay em 33 tuổi. Hiện tại công việc của em là em đang làm tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Hồng Minh, Bạc Mai. Sao trẻ mà giỏi thế em? Dạ. Năm nay là mình 30. Em 33 tuổi. Tên là Quỳnh. Hồng Minh là cái tên Hồng công ty. Ra ừ. Đây Hồng Minh này em. Rồi. Chùm cuối ở đây. Đây chùm cuối. Rồi nhân đây mời Hồng Minh giới thiệu luôn đi. Dạ. Em chào anh Thuận, em chào chị Hồng Vân, một idol của em. Em đến với chương trình này là đúng hơn đó là em muốn gặp được idol của em. Dạ. Thần giao cách cảm đây nè, em thấy chưa? Dạ, em tên là Minh Hồng, hiện tại thì em 33 tuổi và em đang là giám đốc của hai nhà máy sản xuất về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng ở ngoài Bắc. Bay vào đây để quay cái chương trình này thôi. Dạ. Sau đó là mình sẽ trở ra ngoài kia. Dạ vâng ạ. Em ơi, ôi, yêu thế. Bây giờ lần đầu các bạn gặp nhau. Đang muốn quay ngược thời gian lại. Các bạn hãy kể cho chương trình nghe coi lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào. Chị là cái lần đầu tiên mà để nói mà vợ chồng gặp nhau ấy thì là nó phải là cách đây 28 năm rồi. Trời ơi, dữ gì hả? Vợ chồng em là lớn lên và học cùng nhau suốt cái quãng thời gian kể qua cái tuổi thơ đẹp nhất là từ mẫu giáo lớp 5 đến hết cấp 3 luôn. Thích vợ em từ hồi năm lớp 7. Thích từ năm lớp 7 luôn. Và từ năm lớp 7 đến hết cấp 3 trong cái quá trình đi học ấy thì em lại chính là người đưa đón vợ em đi học bằng cái chiếc xe đạp ngày xưa. Hay quá, chuyện tình này hay nha. Đã xa rồi con đâu. Còn đâu. Dễ thương quá vậy ta. Nhưng mà đến khi nào cái tỏ tình của tuổi học sinh mà nhất là cấp 2 đó, nó đáng yêu lắm. Yêu thầm đúng không? Đó. Có nghĩa là em xác định hôm nay em sẽ tỏ tình với vợ em. Thì ngày hôm trước em đã phải ở nhà em phải tập như kiểu là lên một kịch bản sẵn rồi ấy. Có nghĩa là đến lúc đấy mình sẽ phải là nói như này này này, hỏi xong là cầm tay như này này, cầm tay xong là phải ôm như nào này, nó phải theo đúng một quy trình. Đến cái buổi tối hôm đấy đi tỏ tình thì em lại quên hết luôn. Nói đó. Mà cái thời đấy là bọn em còn trẻ con ấy, toàn nói chuyện là xưng hô mày tao với nhau thôi. Rồi em nói là Hồng ơi tao thích mày thôi, em nhảy vào em ôm luôn. Nói mỗi câu ấy thôi. Và Hồng phản ứng sao? Không, nói vợ em chưa phản ứng. Nhưng mà hình như lúc đó là vợ em thích cái nào ấy, để im cho em ôm mà. Để nguyên cho em ôm này. Hồng còn nhớ không? Dạ có. Thời gian đầu ấy thì em thấy một điều đó là không hiểu là cái thằng này nó có cái gì. Ở lớp 20 đứa con gái thì đến 18 đứa nó thích nó.
Chỉ có một đứa không thích, đấy là cái đứa đấy nó có người yêu rồi thôi. Em bảo là em gần nhà nó, em lớn lên với nó từ bé. Nó thì ít nói. Sau đó là bạn bè em có nói rằng là tao thấy hình như là nó thích mày á. Thì em có nói rằng là tao thấy nó chả có cái vị gì cả. Thế xong là đến lúc thì em thấy là có viết thư cho em. Viết thư bằng những cái quyển sổ, sau đó là gửi đi trao lại á. Xong trong đấy lại rất là nhiều bài thơ. Không hiểu ngày xưa copy thơ ở đâu á. Rất nhiều bài thơ cứ gửi đi gửi lại. Xong một thời gian em thấy nó phiền quá, nó chán. Thế nên em cũng không viết lại nữa. Thì có một cái buổi tối hôm đấy thì rủ em đi chơi. Thế sau đó tự nhiên thì đấy nói là Hồng ơi, ta thích mày. Em vẫn, đầu em vẫn chưa loát được đó là cái gì. Em vẫn đang kiểu ngơ ấy. Xong vô lông ấy. Nhảy bổ vào ôm em như kiểu là chị cảm tưởng như là cái ở người dân quê người ta đi vồ gà ấy. Vồ đúng như thế luôn. Vồ gà. Ông ấy vồ mà tay ghì vào trong mũi em cũng không thở được luôn. Có kiểu tưởng ngạt thở rồi ấy. Đấy không phải là em không phản ứng gì vì là chặt quá thì cũng không nói được, không thở được. Là bất chợt nữa. À có phải lúc đấy là không dễ ra được đúng không? Nếu mà để ôm đúng không? Kiểu như vậy. Siết luôn, siết chặt luôn luôn. Đúng rồi ạ. Thế sau đó là cầm cúi xuống vì em thấp. Em thấp hơn rất nhiều, anh cao 1m82, em có 1m6 rồi. Cúi xuống, kéo cằm em lên, định hôn em. Thế thì lúc đấy kiểu, không phải là lúc đấy là đẩy ra. Nếu như anh để cho em thở được một tí thì chắc là cũng đam lại. Nhưng mà thì cái lúc ấy kéo lên cái thì lúc em thở gấp quá nên em không thở được nên em mới đẩy ra thôi. Đẩy ra để thở chứ không chết. Là một cái phản ứng, một cái phản xạ tự nhiên thôi, đúng không? Đúng ạ. Để mất thở mà. Đúng rồi đó ạ. Nhưng mà sau đó là về là không có nói tiếng nào luôn đúng không? Sau đấy thì trên suốt đoạn đường đi khoảng tầm 5 km thì em cũng không nói gì cả. Quen tới khi nào? Học xong cấp 3 nên là vợ em đi học đại học. Cái thời đấy là thứ nhất là cũng do em mải chơi nữa nên là cũng không còn quan tâm đến cái tình cảm đấy, nên là cũng không tạo dựng nên được cái mối quan hệ thân thiết hơn một chút nữa. Đến năm lớp 12 thì em cũng có cái thú vui riêng, anh ấy cũng có những cái vui riêng. Và lúc đấy thì anh ấy cũng đang hút được rất nhiều cô gái thích anh đấy. Thế nhưng mà cái mà để bọn em xa cách nhau nhất ấy, đấy là khi học xong cấp 3 thì em đi học đại học. Thì đúng thật ra là trong suốt cái thời gian thích nhau đó thì nói thật là em là nghĩ là ông này yếu sinh lý á, bởi vì là trong suốt cái quãng thời gian đưa em đi chơi, đón em về rồi rất nhiều, nhưng mà nó chỉ giới hạn ở cái việc đó là cầm tay nhau thôi. Và cũng không có thêm từ yêu, thêm từ thích. Thế xong khi em đi học đại học thì thôi thì để thằng khác nó hốt mất. Học xong đại học thì em có lập gia đình. Năm thứ 3 đại học thì bọn em đã có quay lại với nhau được một lần. Thì cái lúc em quay lại thì lúc ấy anh cũng đang yêu một người khác. Nhưng luôn liên tục là anh dành cho em cái sự ưu tiên. Vậy thì chỉ cần em về quê, em nhắn tin, em gọi điện thì ngay lập tức anh ấy có thể bỏ qua các mối quan hệ khác để anh ấy đưa em đi chơi. Suốt cái thời gian đấy thì người em yêu nhất vẫn là anh đấy. Thế nhưng em muốn tiến đến một cái xa hơn. Thì em có nói nếu như bây giờ mình yêu nhau và cưới, anh có cưới không? Thì chồng em nói câu là có, sợ gì mà không cưới. Nhưng mà sau đó 2 tháng sau thì em lại thấy khi em đi đại học thì lại thấy nó không có cái gì cả. Không chủ động lên tìm em, cũng không nhắn tin, không gọi điện, không, nói chung là không cuồng nhiệt ấy ạ. Thì em lại cũng như ngày xưa, em cũng coi nó như kiểu là một trò đùa thôi. Em quyết định em đi lấy chồng. Nha, bọn em lỡ nhau từ đấy. Thế mà lúc ấy là sao thế Quỳnh, em vẫn còn thích chơi à? Dạ vâng, thực ra lúc đấy là em còn rất là ham chơi và em không có cái trong đầu em không có cái suy nghĩ là mình yêu đương gì cả. Là mình sẽ dừng lại để lập gia đình đúng không? Tại vì lúc ấy em còn nghĩ là trẻ trung mà đúng không? Vâng. Được bao nhiêu lâu thì em lại gặp lại Quỳnh? Thì khi em lấy chồng được 6 năm, em có 2 cháu, 2 vợ chồng em ly hôn. Thì cái hôn nhân của em nó không được hạnh phúc. Khi ly hôn thì em chuyển 2 cháu về thủ đô Hà Nội ở. Và lúc đấy thì em có thời gian, vợ chồng em là quê Hưng Yên, em có thời gian về quê ngoại nhiều hơn. Thế khi em về quê lại thì em gặp lại. Thế em nói chị cái cảm giác mà sau khi em nghe tin Hồng đi lấy chồng thì em như thế nào? Em thấy là lúc đấy cảm giác của em là buồn lắm. Em buồn thôi, em về đi mua một chai rượu. Em mới lên tầng, lên trên sân thượng tầng nhà em ngồi. Tại sao mình không dám đối diện với cái điểm yếu của mình, thể hiện cho cô ấy? Nhảy lầu luôn. Ồ, thế là buồn rười rượi, rã rời ấy. Buồn mà buồn trống không, nó buồn mà chỉ thật trống tuất cho em. Nghe tin em ly hôn rồi. Đấy, thì lúc ấy em sao phấn khởi thế nào? Đó. Cái lúc mà... Thực ra lúc ấy cô ấy nói với em, vợ em nói với em là ly hôn chồng cũ, vừa mừng, vừa vui, nhưng cũng vừa buồn. Là thương nữa mà em còn yêu hơn. Mất một hột xoàn mà ai không tiếc. Rồi sao nè? Tôi đã ly hôn rồi thì mình có thể có cơ hội đến cơ hội. Và buồn.
thương á, thương em á. Rất tình cảm. Thương em á, tại Quỳnh thương em là tại vì tự nhiên là bị lỡ làng một lần á, cái tâm trạng á. Cái tâm trạng lúc đó nó phức tạp lắm á. Dạ. Nhà cái vui của em thì là như thế, nhưng mà cái nỗi buồn của em là em thấy thương cô ấy. Ừ. Em đã bỏ mất cô ấy để cô ấy đi lấy một người khác và cô ấy đã không hạnh phúc. Ừ. Và điều thứ hai là em thương hai đứa con của cô ấy nữa. Lúc đó em nhìn vợ em với cả hai đứa nhỏ mới di chuyển từ Hà Nội về Hương Yên, không có nhà ở đâu. Nhà mẹ của mẹ đẻ của Hồng thì họ không về vì sợ hàng xóm dị nghị các thứ ấy. Thì là ở nhà nghỉ. Ở nhà nghỉ thì lúc đó em cũng đi làm ở gần đấy thôi. Đi làm thì em cứ hàng ngày em đi làm xong về thì em lại mua đồ ăn các thứ. Xong là lúc này em có thời gian rảnh thì em lại đưa Hồng với cả hai đứa nhỏ và cả bà đi chơi quanh quẩn ở đấy. Ừ. Cái khoảng thời gian đó nó khoảng được gần 2 tháng. Em về tới 2 tháng luôn. Ừ. Lúc đó công việc thì sao? Bắt đầu em mở doanh nghiệp thì nó cũng có rất nhiều những cái trục trặc. Em chưa mua nhà Hà Nội. Ừ. Và em có một cái ý định đó là về lương nhờ vào bà ngoại. Thế nhưng mà khi em về thì kiểu như kiểu cái việc phụ nữ ly hôn á. Ừ. Sau đó là không hạnh phúc ấy, em thấy nó một cái điều rất là xấu hổ. Bởi vì trước khi em lấy người chồng đấy thì gia đình em đã không đồng ý rồi. Nhưng em vẫn cố tình em lấy. Thì chồng em bây giờ có nói với em rằng là nếu như em cần, em về thẳng nhà anh ở. Em bảo là trước cái nhất, bây giờ anh cũng chưa có nhà riêng, vẫn còn có bố mẹ nữa. Thì em thấy nó không hợp lý. Nhưng anh còn nói rằng tất cả mọi cái anh lo được, chỉ cần là em thích thôi. Thế nhưng mà em cũng lựa chọn là em ở khác, ở nhà nghỉ. Em nhìn nhận lại và em thấy được là em cũng đã bỏ lỡ đi những cái nó rất là tuyệt vời. Một người mà suốt thời gian đấy vẫn theo dõi em. Ừ. Vẫn quan tâm đến em. Thế rồi em nhìn thấy cái sự anh ấy chăm sóc mẹ con em. Đối với một người phụ nữ mà đã từng đổ vỡ rồi, em quan tâm đến cái việc đó là anh ấy đối xử với con mình như thế nào. Ừ. Em không quan trọng là anh ấy đối xử với em như thế nào. Thế thì em thấy được rằng anh ấy chăm chút cho con em. Lúc đấy thì lớn nhà em nó mới có 5 tuổi thôi. Con cún nhỏ thì nó mới gần 3 tuổi. Anh ấy có thể tắm cho các cháu, mua đồ ăn cho các cháu, đưa các cháu đi chơi. Có những cái hành động mà cái điều xúc động nhất đó là thằng lớn nhà em. Nó hỏi anh ấy rằng là bác ơi, bác đã có vợ chưa? Ừ. Đấy thì em thấy anh ấy có nói rằng bác chưa. Nó hỏi bác ơi, bác có em nào chưa? Có nghĩa là nó hỏi như là em bé có em bé bằng giống nó không á. Mình hiểu. Đấy, thì chồng em cũng nói rằng bác chưa. Nó là chứ thế sao bác không làm bố con luôn đi. Ừ. Đấy là sau gần 2 tháng anh ấy ở với hai đứa. Thế là lúc đấy thì em đứng ở bên ngoài cửa, em không vào. Thế nhưng mà tự dưng kiểu cái nước mắt em nó rơi á. Nước mắt em nó rơi vì là trẻ con thì nó không biết nói dối. Ừ. Thì em thấy được rằng là cái tình cảm đấy với nó thì từ trước đây cái người bố trước của nó cũng chưa thể có được cái việc đấy. Thì em ấy bừng sáng ra và em nhìn nhận rằng là em có nên mở lòng mình không để tiếp nhận anh ấy hay không. Em cái điều em nhận thấy đó là anh ấy thương con em. Em là người chủ động mở lòng hay là Quỳnh? Vẫn anh đấy ạ. Tuyệt vời. Quỳnh đến cái lúc như thế, đến cái lúc đấy thì thẳng thắn với nhau lắm, nói chuyện cũng thẳng thắn với nhau. Từ trước đến giờ thì tình cảm của em dành cho vợ em vẫn không bao giờ thay đổi, dù có bất kể điều gì xảy ra vẫn nó vẫn như thế thôi. Và em muốn được ở bên vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Ừ. Thì đến lúc em bỏ là em muốn được ở bên cạnh vợ em, chăm sóc cho vợ em và hai đứa. Thì em có nói thêm là nhưng mà hiện tại công việc của em thì nó vẫn đang lông bông các thứ chưa đâu vào đâu. Thì liệu em có thể đồng ý yêu thương một người, lấy một người như anh không? Anh hỏi gì thì Hồng nói thì sao? Đúng thật ra với lúc đấy thì em mở thêm doanh nghiệp thứ hai. Còn tiền với em thì lúc đấy không quan trọng. Em hoàn toàn có thể tự chủ kinh tế được cho em và hai đứa nhỏ. Thế nên em nói rằng là em có lựa chọn anh thì nó cũng là phù hợp. Cái tính chỉ đại của em thì nó vẫn thế. Có nghĩa là phù hợp với cái việc nếu như bọn em lấy nhau có con nữa thì cũng là con của hai đứa. Cái thứ hai là em không nặng về kinh tế lúc đó. Ok, rồi bây giờ mình tới cái vụ kia đi chị. Chắc ông tốt gì, chắc không có tật xấu gì đúng không? Không có đúng không? Không, ông không có được vẫy tay nghe chưa? Đó. Em chưa thấy cái tật xấu gì. Nhưng có một cái điều đó em áp lực. Em xuất hiện ở đâu
thì em rất tự tin với cái phong cách của mình và đặc biệt là với cái tài chính mình có. Thế nhưng mà khi tất cả những cái gì em làm đến phút cuối rồi, cứ ông này xuất hiện là em lu mờ luôn. Ủa tại sao? Người ta luôn nói rằng là không hiểu em dùng cái bùa ngải gì mà em lấy được một ông trai tân đẹp da như vậy, lại còn rất cực kỳ chiều vợ và tâm lý áp lực bởi một việc đi đâu người ta cũng nói em lái máy bay không à, mà em không hề lái máy bay. Đấy. Máy bay này là trung hãng nè, trung năm sản xuất nè, đúng không? Đúng rồi. Thậm chí nếu mà tính ra thì còn hơn em tận 10 tháng á. Thế nhưng mà em đi đâu em cũng bị nói một cái câu đó là đúng rồi. Xong em đi nước ngoài, em đi Thái các thứ thì toàn kêu là em thỉnh bùa ngải về không à? Để chơi ông này. Và liên tục hỏi em rằng là thế chồng kém mấy tuổi? Thế bây giờ hóa ra đẹp trai quá là cũng là xấu à? Anh xấu là như thế này, anh không tiếp thu. Nếu anh yêu em thì anh phải thấy được rằng là ừ thì vợ sinh ba đứa rồi đúng không? Ừ. À, nhìn vợ cứng hơn mình, già dặn hơn mình thì tự khắc phải thay đổi, tự khắc phải ăn mặc già đi chứ. Đó. Tức là bây giờ phải để, bây giờ là phải để ria này. Đấy, thế là vài năm nữa thì lại để râu này. Thôi. Đấy. Tật xấu này là do là ông đẹp trai quá. Mà không ý thức đi anh. Tôi lại là không ý thức. Ăn mặc tất cả mọi cái em yêu cầu đó là anh phải mặc già dặn đi. Ủa nơi, em phải học qua một lớp nguyên thì... suất. Vẽ râu, vẽ ria đâu, vẽ đường nhăn đâu. Rồi bây giờ tới Quỳnh đó. Không được nhìn qua bên kia. Thứ nhất là vợ em rất là xấu tính, bắt em và muốn em phải làm theo cái ý thích của cô ấy. Em mặc cái bộ quần áo này là phải mặc đúng bộ quần áo này, lúc nào phải mặc bộ quần áo này. Và nếu ví dụ mà mặc cái quần này với cái áo khác là cô ấy không thích, cô ấy bắt thay luôn. Gia trưởng ha. Gia trưởng mà. Ừ. Và cái tật xấu thứ hai là cô ấy có thể bắt người khác đợi cả ngày được. Cô ấy mà đợi người khác chỉ cần 2 phút thôi là cô ấy đã bù lu bù la lên luôn rồi. Hôm nào là vợ chồng được nghỉ ngơi thì em có thể em đưa cô ấy đi mua đồ quanh Hà Nội. Có thể cô vào mua từ sáng đến tối cũng được. Em cứ ở ngoài em đợi chè hà đá các thứ. Đến lượt em đi mua đồ ấy thì cô ấy chỉ cần đợi ở ngoài 2 phút thôi là đi. Anh ơi sao anh lâu thế? Anh nghĩ em còn nhiều việc lắm. Bất công, không công bằng, người không có cái tính công bằng. Ngày thứ hai là em, ví dụ em mua đồ xong em đứng em thanh toán ấy, thì có cái bạn nhân viên nữ ấy, thì có nhận em thanh toán chuyển khoản lâu quá vì tài khoản lỗi, cô ấy đi hùng hùng vào cái tay thanh toán tiền khoản là tên gái đây. Tiền này đập phịch ra cho đi, không biết là thừa hay thiếu cứ đập ghen, phịch ra luôn. Ghen có ghen không? Có cái đấy ghen chứ gì nữa. Không, chắc bực bội thôi. Bực thôi, không ghen. Không ghen đúng không? Không. Đối với hỏi luôn nè, có ghen không? Có ghen không? Tại vì vợ em đang có một ông chồng nó quá điển trai như thế. Vợ em thì được cái là không ghen. Nhưng mà nếu mà có cái cuộc thi ghen nào ấy tổ chức ra thì vợ em chắc chắn là đạt giải nhất. Đấy, giải nhất là ghen. Sắp hết chương trình rồi thì anh không biết là hai vợ chồng có muốn có điều gì muốn gửi gắm đến cho đúng chương rồi. Trình hay là muốn gửi gắm đến cho người bạn đời của mình hay không? Còn anh muốn nói một điều với vợ, yêu thương vợ, các con và gia đình mình rất nhiều. Có thể bản thân anh có thể là có những cái thứ nó chưa được tốt lắm, nhưng anh hứa anh sẽ cố gắng để sẽ làm tốt hơn, rồi sẽ để mình có thể là cái điểm tựa vững chắc nhất của vợ con trong gia đình. Em không có điều gì muốn nói với chồng em cả. Thì ngồi đây thì như vậy, nhưng thực ra em hiểu anh ấy rất là yêu thương em. Nhưng em có một lời muốn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ. Cái việc là mình có lỡ dở một lần hay hai lần hay ba lần nó cũng không hề xấu. Và cái quan trọng đó là mình dám mở lòng mình ra. Vẫn có những người ta sẵn sàng yêu thương mình và yêu thương cả con của mình. Nếu như mà mình biết, mình hiểu và mình sống thật với con người của mình thì hạnh phúc nó vẫn sẽ mỉm cười với mình. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Rất là cảm ơn những chia sẻ của các em.